Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Bao Du Ngày Năm. Mình là Minh Trí. Video ngày hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một con bài vô tiền quảng hầu tới các bạn. Một con bài mà chỉ có thể dùng hai từ hư cấu để có thể diễn tả về nó. Đó chính là con bài Exodia Nerok. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách nào để sử dụng nó và nó hình dạng của nó như thế nào. Chúng ta sẽ sang server Trung Quốc nha. À, hôm nay tại server Trung Quốc vừa ấm đất tính năng đó là event của ngày Tết. Khi các bạn quay bằng 100 điểm game thì sẽ có cơ hội để nhận được con bài này, Exodia Nerok. Lúc này mình có dịch trước. Con bài này nó không thể triệu hồi đặc biệt, nó chỉ được triệu hồi khi có 5 con bài, 5 mảnh ghép của Exodia trong mộ. Các bạn lưu ý nhá, khi có 5 mảnh ghép của Exodia trong mộ nó sẽ được triệu hồi đặc biệt, và con bài này nó không thể được triệu hồi bình thường. Kỹ năng thứ hai của nó không thể bị phá hủy bởi quái vật khác, không thể bị phá hủy bởi bảy phép. Kỹ năng thứ ba của nó là vào lượt của đối phương nó sẽ được tăng 500 an tích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con bài này ở ngoài đời nhá. Đây, Exodia Nerok. Lá bài này không thể được triệu hồi thường. Lá bài này không thể được triệu hồi đặc biệt. Triệu hồi đặc biệt là có nghĩa là bởi các hiệu ứng đặc biệt thôi các bạn. Lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi quái vật, chính là kết quả trận chiến, hoặc bởi hiệu ứng bài phép. Bài bài vào một giai đoạn chơi, có nghĩa là ở lượt của đối phương thì attack của nó sẽ được tăng 500 điểm. Một con bài có thể nói là dùng từ khủng khiếp tới các bạn. Rất đẹp, đây là một con bài rất đẹp. Mình sẽ mở cản của nó lên đây. Exodia Nerok, tuyệt vời. Các bạn hãy cùng nhau chiếm ngưỡng lại những kỹ năng của nó nhé. Như vậy là con bài này gần như hiện tại không thể nào có cách để có thể phá hủy nó thôi các bạn. Một con bài không thể nào bị phá hủy. Hiện tại thì event này nó vừa ra mắt tại server Trung Quốc, nên chắc chắn rằng hiện tại cũng chưa có ai sử dụng được nó. Các bạn nghĩ con bài này như thế nào? Thực sự mình chỉ có thể dùng hai từ hư cấu để nói về con bài này. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Mình sẽ cố gắng tìm những video có sự xuất hiện của con bài này để gửi đến các bạn. Các bạn hãy subscribe, đăng ký kênh để có thể chờ xem những video đó nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.